Chào mừng các bạn đến kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta cùng chơi bắt cua. Nhiều động vật lắm, nhiều động vật ở dưới biển lắm, phải tránh xa nó ra. À, mình có xuống chơi. Có hộp như thế này. Hay là mình ăn mật ngôi sao đi ạ? Chỗ này hay thật đấy. À, xuống kìa. Nhà xuống đi. Nhà xuống. Xuống xuống. Nhà đã xuống rồi. Bùm bùm bùm. Của mình đâu? Tôi phải xuống rồi, mình chỉ đâu thôi. Không để xíu. Wow. Wow, mình nhiều quá đi. Oh, cái cua nó to quá. Hộp gì đấy? Hộp pháo. Yeah, mình có hộp pháo. Lớn thì mình sẽ mạnh hơn. Cái cưa kia. Ồ, mình nhận được cái cưa thế này. Tại sao mình cứ chạm vậy? Con kia có súng kìa. Rất cần. Lúc nãy mình uống nó bia đấy. Thôi mình tự quay lại xem đi. Xem có gì ăn không. Mình có con to kia. Chạy đi, chạy đi. Ở sân nước này là cái bắn. À, bắn kia. À, bắn kia. Bên kia. Ủa, mình to lỗ chưa? Ơ
Ơ khẩu súng đó kìa. Tao kia khẩu súng là có con dao dài vậy. Mình đây, bố của mình cứ hiên là cứ sống đấy. À, con kia kẻ xấu. Mình không có súng nữa vậy. Nữa rồi. Súng nữa của mình đâu rồi? À, súng nữa. Cái là gì biết ai con tên ốt. Cái chẳng ra cái con cua kia. Thiên có bìa đây. Đây. Sao mày chạy đâu vậy? À, có súng. Đây là súng kìa. À. Có súng. Bên tao vậy. Tôi mình ghê quá. Mày chạy đi đâu vậy? Mày bị ác thi rồi. Mày phải chết nhìn nó như thế. Ở đây à? Sao ở cá lóc ở đây rồi? Mình đang đi tìm thức ăn nè. Thì đám ở đâu giờ? Đám ở đâu thì vỡ đâu à? Mình đâu? Mình đây à? Tiên. Chính là tiên. Ồ. Cái gì đó đấy là cây gậy mà. Thế mình phải chiến thắng nhiều chứ.
súng rồi. Chế ra khẩu súng. Con kia to quá. Con kia cởi vật à? Sao con kia là cởi vật? Cây gậy đâu. Có một cái nha. Yeah.